chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là sắp tới ai sẽ gặp hoặc là liên lạc với các bạn nhé. Xem là sắp tới đây ai sẽ có thể là liên lạc với bạn hoặc là gặp bạn để làm gì đó, với cái mục đích hay là với một cái lý do nào đó nhá. Họ có thể là bất kỳ ai, có thể là người mà bạn đã quen rồi, có thể là người mà bạn chưa quen, nhưng mà nhiều khi là có thể là nó sẽ có một vài những cái diễn biến bất ngờ nào đó nó đến, thì cùng xem là sắp tới ai sẽ gặp và sẽ liên lạc với các bạn. 1, 2, 3, có thể là gặp, có thể là liên lạc hoặc có thể là vừa gặp vừa liên lạc luôn nhá. 1, 2, 3, hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây. Màu tím này, màu gì nhỉ? Màu pastel. Đó, các bạn thấy không? Và màu rồi. Hãy chọn đi. 1, 2, 3. Hơi chói ha. Cái này nó đèn, do đèn á, cho nên nó hơi chói một chút ấy. Đây, mình sẽ để đến đây cho mọi người xem nhá. Chọn cho dễ nhá. Đây, từ trái qua phải, 1, 2 và 3. Này nó bị chói quá. Rồi, ok, và chúng ta sẽ đến với màu tím nhá. Các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là sắp tới ai sẽ liên lạc với các bạn hoặc là sẽ gặp gỡ với các bạn, thì có thể là người này sẽ liên lạc hoặc là gặp gỡ nha. Mình thì mình không có thể đoán quá rõ được nếu như mà nó không có những cái sự kiện quá cụ thể, thì các bạn chỉ cần biết như vậy thôi. Rồi, đầu tiên ý, trước khi mà bạn gặp người này, mình thấy rằng là bạn rơi vào một cái trạng thái rất là buồn bã. Mình không rõ quá cụ thể là các bạn đang buồn vì điều gì, hoặc là tự nhiên các bạn cảm thấy rất là buồn thôi. Bởi vì mình thấy rằng là bạn có xu hướng hấp thụ rất là mạnh cái nguồn cảm xúc đến từ người khác. Tức là ví dụ như bạn đang ngồi và bạn nghe một câu chuyện buồn hoặc bạn xem một bộ phim buồn ấy, cái cảm xúc của bạn cực kỳ bị ảnh hưởng và ám ảnh bởi những cái thứ đó. Có thể nói rằng là bạn là một người rất là nhạy cảm và hấp thụ cái nguồn cảm xúc của người khác rất là nhanh cũng như rất là mạnh ở đây. Thì mình thấy rằng là bạn có một khoảng thời gian khá là buồn rầu. Đây này, rất là chán, rất là buồn bã, rất là buồn rầu ở đây. Rồi có water ở đây nữa, nó nói về việc đấy chính là cảm xúc của bạn nó được đẩy lên rất là cao. Và cái cuồn cảm xúc này nó che mờ mắt của các bạn, nó khiến cho bạn cảm thấy nhạy cảm hơn này, tự nhiên buồn bã này, tự nhiên cảm thấy trống rỗng này, cảm thấy rất là mệt mỏi này. Đó, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của các bạn. Mình khuyên đối với những người giống như bạn ấy, nhạy cảm giống như bạn ấy, mình thấy rằng là bạn nên hạn chế đi. Nên hạn chế những xem những cái bộ phim buồn, hoặc là đọc những cái gì đấy buồn, hoặc là đến những cái nơi đông người mà nó có quá là nhiều những cái người nhiều thành phần ở đấy ấy, nó sẽ khiến bạn rất là mệt, vì bạn rất là dễ hấp thu nguồn năng lượng cảm xúc đến từ những người xung quanh. Và kể cả nếu như có ai đó đến mà muốn chút cái gì đấy với các bạn ấy, thì các bạn hãy lắng nghe họ ở một góc độ hay là ở một cái mức độ nào đấy thôi. Bởi vì mình thấy rằng là đây là cái vừa là cái khả năng của bạn, nhưng đây cũng là điểm yếu của các bạn. Khi mà bạn biết đồng cảm, biết chia sẻ cảm xúc với những người khác, nhưng đồng thời bạn bị những cảm xúc đấy nó chi phối rất là nhiều, mặc dù đó không phải là cảm xúc của bạn. Và mình thấy là bạn cứ hay buồn vì những cái chuyện không đâu ấy, không vui ấy. Đó. Và chính vì thế mà mình thấy rằng người này xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Người này sẽ là cái người giúp đỡ các bạn. Họ có thể là đã bằng cái trí tuệ của họ, bằng cái sự thông minh của họ ấy, họ đã giúp được cho rất là nhiều người rồi. Và đến khi họ gặp bạn ấy, họ sẽ giúp bạn. Người này có thể nằm trong số những người bạn bè của các bạn, hoặc là các bạn sẽ biết nhau thông qua một cái vòng tròn bạn bè nào đó, có cái sự hợp tác với nhau, hoặc các bạn gặp nhau theo kiểu dạng đồng nghiệp này, đối tác này, hoặc là gì đó. Mình thấy có làm chung một cái gì đấy ở đây, có chung một cái bạn bè hoặc là một cái khối gì đấy ở đây, khối liên hiệp gì đấy ở đây với nhau. Đó, và người này thì mình thấy rằng là cái vẻ ngoài của họ nó khác xa và trái ngược hoàn toàn với những gì bên trong của họ. Bên ngoài của họ rất bóng bẩy, rất đẹp, có thể là một cái người cho bạn cảm giác là trẻ trâu, hơi trẻ một chút, young male mà. Nhưng mà cái bề ngoài của họ thì mình thấy là không có gì phải bàn cãi ở đây, không có gì phải bàn tán ở đây luôn ý. Bởi vì cái người này họ rất là biết cách chăm chút cho bản thân của họ, cũng như là có thể bản thân họ cũng là một cái người có điều kiện đi, nhưng bên trong của họ là một cái người mà rất là lý trí. Và họ biết khi lúc nào thì nên sử dụng cảm xúc và nên lúc nào không. Và cái người này mình thấy rằng là họ, bạn trông họ bên bề ngoài thì nó rực rỡ rồi là gì đó hay là gì đó thôi, nhưng mình thấy bên trong của cái người này đôi khi họ cũng cảm thấy khá là cô độc.
Và người này mình thấy họ độc thân nha, họ độc thân nha, có thể là họ sống một mình đó, có bố có mẹ đi chăng nữa nhưng mà họ cũng không thích sống chung như vậy, họ thích sống một mình, họ thích ở một mình ở đây. Và cái người này là một cái người họ rất là tận tụy tận tâm, và khi mà nếu như mà họ nghe được cái vấn đề đến từ phía các bạn ấy, người này có thể đưa cho bạn rất là nhiều giải pháp, họ phải giúp bạn, giúp đỡ bạn như kiểu giống như là một cái rất là quý bạn cho nên mới giúp bạn ấy, nhưng mà không hẳn đâu, mà là cái người này với ai họ cũng tận tâm tận tụy như thế đấy, họ rất là tận tâm, họ làm gì họ cũng cống hiến hết mình và cực kỳ là kiên trì và bền bỉ. Họ cũng là một người có trí tuệ nữa, cho nên mình thấy rằng họ sẽ cho bạn thấy những cái tầm nhìn mới, những cái cách để bạn có thể vượt qua được cái điều này. Mình thấy là nó đến từ cái sự nhạy cảm của các bạn quá. Lá bài này nó cũng nói về việc đấy, chính là bạn cần phải nghỉ ngơi đi, bạn dành thời gian để chăm sóc và phục hồi cái nguồn năng lượng của bạn đi. Có thể vừa mới đây các bạn đang phải chịu những cái trận đòn cảm xúc gì đó, nó khiến cho bạn rất ngột ngạt và mệt mỏi. Hãy làm bất cứ điều gì để có thể loại bỏ những cái áp lực khỏi cái thế giới của bạn. Và mình thấy rằng là đôi khi cái mong muốn của bạn nó lớn quá, mong muốn của bạn nó đến từ cái việc là bạn muốn giang tay ra giúp đỡ hoặc hỗ trợ tất cả mọi người, nhưng nói thật là cái sức lực, cái khả năng hiện tại của các bạn nó chưa đạt đến cái mức độ có thể cân bằng được. Tức là mình thấy rằng là bạn nên có một cái ranh giới cho bản thân của mình này, cũng như là cân bằng lại cái nguồn năng lượng cảm xúc đến từ bản thân của các bạn. Nhạy cảm nó vừa có cái tốt mà cũng vừa có cái xấu, nó vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của một người. Điểm mạnh là có thể là bạn nhận biết được người khác rất là nhanh, bạn nhận biết được những cái gì đấy nó bất thường rất nhanh, nhưng điểm yếu có thể chính là bạn rất dễ hấp thu bất kỳ nguồn năng lượng nào đó. Thì cái người này họ sẽ đến, và người này thì họ rất là kiên quyết, lý trí. Không phải là họ không sử dụng cảm xúc nha, mà là họ, các bạn cứ tưởng tượng giống như là, mình không biết ví này có đúng không ta, nhưng mà các bạn biết là nó giống như một cục xương đi, một cục xương sườn đi các bạn, xương đi, không phải là xương sườn, là xương đi, thì nó có phần xương và phần thịt đúng không? Các bạn giống như phần thịt vậy, rất là mềm, rất là nhẹ, rất là mềm, nhưng họ chính là cái phần xương đó rất là cứng đó. Và mình thấy rằng là cái người này họ cho bạn khá là nhiều thứ, và họ dạy bạn cái cách bạn buông bỏ những cái cảm xúc đó đi. Và mình thấy là cái người này họ sẽ nỗ lực vì bạn rất là nhiều. Không, mình không thấy có một cái biểu hiện gì là nảy sinh tình cảm hay tình yêu gì đó ở đây cả, mà có thể vì cái nhân duyên thôi, hai người quý nhau hoặc là làm bạn bè gì đấy với nhau thôi, mà có cái sự chia sẻ lẫn nhau ở đây. Và mình thấy rằng là bạn bạn tiếp thu hay là tiếp nhận cái nguồn cảm xúc của người khác là tiếp nhận cả cảm xúc tích cực và tiêu cực, tức là bạn gặp cái người nào mà cảm xúc của họ tích cực bạn cũng vui theo, mà nếu như mà tiêu cực đi bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Và mình thấy là cái người này sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quá trình giúp đỡ bạn buông bỏ những thứ bạn cần phải buông nhé. Tự nhiên lại hay buồn vì những cái điều gì đó lắm. Đây này, bạn nhìn thấy hai cái người này họ ngồi cái ghế mà mặt họ buồn rầu ủ rũ chán nản, thì có thể là trong cái khoảng thời gian này bạn đang bị như vậy, hoặc nếu như không bị thì bạn thường xuyên rơi vào bị như thế này. Đây là một lời kêu gọi cho các bạn, và họ xuất hiện là để giúp bạn về cái điều đó. Người này rất là tận tâm, yên tâm, vì và người này sẽ kiểu giống như là cho bạn thấy những góc nhìn khác và giúp bạn cân bằng lại được cái nguồn cảm xúc. Mình nghĩ là người này tức kiểu giống như là một mình bạn thì bạn không thể nào mà xử lý được cái vấn đề này. Chính vì thế họ cần phải xuất hiện để giúp bạn. Họ cần phải xuất hiện để đưa cho bạn một cái giải pháp nào đó. Tại vì thật ra là một mình bạn không xử lý được việc này đâu, bởi vì bạn rất đang lạc lối trong rất là nhiều nguồn cảm xúc của bản thân, nên bạn cần có một người lý trí ở bên cạnh để cân bằng lại mọi thứ đó. Connect with your soul family. Không ngoài dự đoán của mình, người này thuộc soul family của các bạn, tức là họ thuộc gia đình linh hồn của các bạn, và người này đến để kết nối với bạn và giúp đỡ các bạn, giống như hai người đã có một cái thỏa thuận gì đó với nhau trong những cái bản hợp đồng linh hồn á, là mình sẽ đến và giúp bạn ở trong cái giai đoạn đó để bạn có thể trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, suy nghĩ. Mình thấy là đôi khi ấy, cái điểm yếu về mặt cảm xúc là của các bạn ấy, nếu như mà bị người khác họ bắt được ấy, sẽ rất là tệ. Họ sẽ tìm cách để thao túng bạn, họ làm cho bạn có cảm giác giống như là bạn có lỗi ấy. Giống như là bạn, ví dụ đôi khi bạn từ chối một điều gì đó mà bạn không muốn làm, người đấy làm cho kiểu giống như là đấy là một điều rất là tồi tệ khi bạn từ chối cái điều đó, và bạn cảm thấy vô cùng áy náy vì mình đã từ chối cái điều đấy, mặc dù đó là điều mình không muốn làm.
mình đang làm đúng thôi. Thì đấy cũng là một dạng thao túng tâm lý đấy các bạn nhá. Mình thấy rằng là hãy dừng cái việc để người khác hắt nước bẩn hoặc là đối xử bất công với các bạn. Người này thuộc soul family của các bạn, tuyệt vời quá gì nữa. Bạn đừng coi thường họ nha, họ có một cái vẻ ngoài nó hơi khác biệt so với bên trong của họ thôi. Thường thì chúng ta thấy là con người như thế nào họ sẽ biểu hiện mọi thứ ra bên ngoài như thế, nhưng mà những người này thì khác. Họ đem đến cho bạn một cái góc nhìn mới và thay đổi khá là nhiều thứ trong cuộc sống của các bạn đấy. Mình thấy cái người này cũng có một cái chút gì đấy nó hơi dị biệt, tức là nó hơi dị đấy, không giống như cái đám đông của họ đâu. Và vì họ đã quá quen với việc đấy chính là họ đi ngược lại đám đông rồi, nên họ kiểu giống như bất chấp hết tất cả gió đông, bất chấp hết tất cả mọi thứ luôn. Và chính vì thế mà bạn sẽ học được cái sự mạnh mẽ đến từ phía của người này. Hai người có thể là sẽ có rất là nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau, chia sẻ với nhau rất là nhiều, share với nhau rất là nhiều những bài học, kể cả những cái điều tốt đẹp với nhau nữa. Hãy dũng cảm lên. Đây là bài học của các bạn. Người này giống như kiểu sẽ cho bạn thấy kiệu bạn ở trên cổ á, xong rồi cho bạn thấy giống như là đón nhận những cái điều tuyệt vời nó đến. Mình thì cứ có một cái cảm giác người này á, họ giống như là một người anh trai của các bạn, giống như một người anh, một người tiền bối nào đó. Họ đi trước, họ cũng đã từng trải qua giống như bạn rồi, nhưng đến hiện tại họ đã quá mạnh rồi, nên họ muốn share cái sự mạnh mẽ đó đến cho các bạn. Rồi, nếu gặp người này báo lại cho mình nhá. Chúng ta đến với tụ bài số 2 ạ. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là sắp tới ai sẽ gặp gỡ hoặc liên lạc với các bạn, thì mình nói luôn tụ này rất rõ ràng là sẽ gặp gỡ nha. Tụ này là những cái cuộc gặp gỡ, là những buổi tụ tập, là những buổi đi chơi đấy. Các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh ở đây nó rất là đông người, rất là nhiều người, và nó rất là kiểu rực rỡ cũng như là nhiều màu sắc không. Nó cho mình một cái cảm giác rất là trộn rộn, rất là vui vẻ, rất là háo hức rồi đấy. Khi mà nhìn thấy những cái lá bài này là cực kỳ háo hức rồi. Rồi, vậy thì ai đây? Mình thấy thứ nhất nhá, trước khi mà bạn gặp những cái người này hoặc là bạn có một cái buổi gặp gỡ này ấy, thì mình thấy rằng là bạn cảm thấy không đầy đủ, thiếu thốn. Bạn cảm thấy thiếu thốn trong bên trong chính bản thân của các bạn. Ở đây có unfulfilled thì có thể là các bạn đang không hài lòng lắm với cuộc sống của chính các bạn. Mà mình thấy là các bạn đã rất là cố gắng, nỗ lực trong khoảng thời gian vừa qua, chứ không phải là không. Và mình thấy rằng là bạn, nếu như trong công việc có thể bạn là một người cuồng công việc, hoặc bạn có những cái mục tiêu rất là cao, muốn đạt được, muốn thực hiện được, nhưng mà mình thấy rằng là bạn chưa đạt được, cho nên là bạn cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu. Và bạn đôi khi là bạn hay bạn ở muốn ở một mình ấy, bạn muốn nhốt bản thân mình ở trong phòng hoặc là trong công việc của bạn, bạn ít giao tiếp, bạn ít ra bên ngoài đó. Nhưng khi bạn ở một mình ấy, mình thấy rằng là cái khoảng thời gian đó nó không được tận dụng một cách đúng cách. Bạn vẫn có những tổn thương, bạn vẫn có những cái thứ mà mình chưa có học được, chưa có nhìn thấy được ở đây. Và mình thấy rằng là bạn bị trói buộc ở trong một cái suy nghĩ nào đó rất là tiêu cực. Đó có thể là một cái áp lực thành tích, áp lực là mình phải giỏi, áp lực là mình phải cố gắng, mình phải đạt được cái này, đạt được cái kia. Nhưng cái lá bài này nó cũng nói về việc đấy chính là nếu như bạn chỉ làm việc mà không chơi, không tận hưởng cái cuộc sống này ý, thì nó sẽ rất là phí hoài. Và đã đến lúc để bạn kết nối lại với những cái người thân, những cái người bạn bè xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Nếu như trong gia đình thì có thể là con cái, có thể là bố mẹ, có thể là anh chị em. Và các bạn quá là bận rộn xây dựng cuộc sống của mình mà quên tận hưởng chúng. Người ta có câu là gì? Chúng ta bỏ bao nhiêu năm ra để kiếm tiền, chỉ để đến năm bao nhiêu tuổi đó, 60, 70 tuổi đó, chúng ta được nằm trong một cái bệnh viện gọi là nó hạng sang thôi. Còn chúng ta quên mất cái khoảng thời gian mà cần phải tận hưởng cái cuộc sống này. Lá bài này yêu cầu bạn hãy đầu hàng cái sự nữ tính, đầu hàng cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng và tuyệt vời của cái thế giới này. Hãy nhìn nhận nó ở một cái góc độ khác đi. Thì mình thấy rằng là đấy là trước khi mà bạn gặp những cái người đó nhá. Mình thấy là các bạn rất là buồn chán, có thể là không có biết là mình lên làm gì tiếp theo. Rồi là bạn bị trói buộc ở trong một cái tình huống nào đó rất là nhiều, các bạn chưa tìm được lối ra ở đây, chưa tìm ra được cách để có thể dứt ra và giải quyết cái vấn đề. Gạt nó sang một bên đã, từ từ đã. Từ từ gạt nó sang một bên đã. Và mình thấy sắp tới có thể các bạn sẽ có một chuyến đi đâu đó, có thể là cùng với team, cùng với gia đình của các bạn, hoặc là cùng với những người bạn bè của các bạn nha. Mình thấy có hội họp ở đây, ít nhất là phải có một chuyến đi đâu đó, hoặc nhiều thì là có một chuyến đi đâu đó, còn ít nhất là phải có một cái buổi tụ tập nào đó, một hoặc là nhiều buổi tụ tập nào đó, mà trong đấy mọi người sẽ chia sẻ những trải nghiệm của mọi người, chia sẻ những niềm vui, chia sẻ những vấn đề, rồi
sẽ khiến cho các bạn kiểu giống như là có một cái góc độ và nhìn mọi thứ nó khác đi ấy. Và có thể bạn sẽ nói ra được cái việc của mình. Đây có thể là một nhóm bạn bè thân thiết chẳng hạn, hoặc là một nhóm đồng nghiệp mà bạn có thể chia sẻ được với họ ấy. Mình thấy là bạn sẽ nói ra cái cảm nhận của mình rằng ví dụ như bạn có một cái áp lực là cần phải giỏi, cần phải đạt được mục tiêu, cần phải thế này thế kia. Họ chia sẻ với các bạn rằng là khi mà tôi bằng tuổi, khi mà anh bằng tuổi em thì anh cũng có một cái áp lực như thế, nhưng mà cái áp lực như vậy thì nó không có giải quyết được cái vấn đề gì hết á. Ngoài cái việc mà là chúng ta chạy đua thì chúng ta cũng phải tạm thời dừng lại để tận hưởng cuộc sống, ví dụ như thế. Bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời khuyên hữu ích đến từ cái chuyến đi đó, từ cái hành trình đó, từ cái buổi hội họp gặp gỡ đó. Và trong đó có một người có thể là họ sẽ chia sẻ cho các bạn, họ sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thứ mà họ đã đi qua. Thậm chí là họ có một cuốn sổ tay, hoặc là họ đã ghi chép lại những cái hành trình mà họ đã đi á. Bởi vì cái người này mình thấy họ là người ghi chép, có thể họ rất là thích ghi chép, hoặc họ có thể làm những chức vụ như thư ký, hoặc là nhà báo, hoặc là gì đó. Họ có nhiều trải nghiệm và họ đã ghi chép lại được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình. Và họ có thể cho bạn thấy những cái thứ đó để bạn hiểu ra được cái vấn đề là mình cần phải tận hưởng đi. Mình thấy có thể nếu như mà bạn mà đi du lịch ấy, đi có một cái hành trình đi chơi đâu đó ấy, cái nơi đấy rất đẹp. Nó đẹp như là trong cái bức ảnh như trong cái bức này này. Đó. Nó rất là đẹp. Mà mình thấy là nó rất là rực rỡ, cũng như là có nhiều niềm vui nó sẽ đến với bạn ấy. Lucky on your side, rất là may mắn. May khi mà may mắn đứng về phía của các bạn, cho nên là bạn được trong lúc mà bạn tụt mút nhất, trong lúc mà các bạn tất cả mọi thứ nó bị trồi sụt xuống dưới đất nhất ấy, thì đột nhiên mọi thứ nó lại hướng các bạn đến một cái buổi đi chơi nào đó, một cái buổi gặp gỡ nào đó, một cái buổi trò chuyện nào đó. Và có thể rằng là họ chia sẻ cho bạn rằng là bạn mải chạy đua với mọi thứ quá mà quên mất chính bản thân của mình. Hãy quay về để chữa lành, để làm lành với những cái tổn thương bên trong chính bản thân của mình đã. Thay vì tìm kiếm mọi thứ ở bên ngoài, tại sao mình không tìm kiếm mọi thứ đến từ bên trong? Và không có điều gì thành công, tiền bạc hay điều gì đó, nó không thể lấp đầy được cái chỗ trống trong chính bên trong bản thân của các bạn đâu. Và đây, cái lá bài này mình thấy là nhiều khả năng bạn cũng đã mất kết nối với bên trong của bạn rất là nhiều rồi. Nếu như bạn đi theo một tôn giáo nào đó ấy, mình nghĩ đã lâu lắm rồi bạn không có cầu nguyện, hoặc là kết nối, hoặc là gì đó, hoặc là ngồi lại để nói chuyện với bản thân của mình. Mình thấy rằng là đã lâu lắm rồi bạn chưa làm cái điều đó ở đây. Và tất cả những cái thứ này nó xảy ra rất đột ngột. Nó giống như một cái phước lành được ban đến trong cuộc sống của các bạn ấy. Cho nên mình thấy là vui lắm, yên tâm nhá. Nó rất là vui mà nhiều người, đông người. Trước đây thì các bạn cứ cố gắng là ở một mình để tận hưởng mọi thứ một mình. Thì như mình nói rồi đó, ở rất là nhiều video rồi, là cái sự một mình đấy nó tốt, không xấu nha, nó tốt. Khi mà bạn sử dụng nó, bạn nhận ra được cái sức mạnh khi mà mình ở một mình. Nó cũng là một dạng trải nghiệm. Nhưng chúng ta không sống trong cái cộng đồng này, chúng ta không chỉ ở một mình đâu, chúng ta còn phải tương tác với rất là nhiều người khác nữa. Và đôi khi các bạn hiểu rằng là chúng ta có thể nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh nhờ vào những góc nhìn của những người khác. Bởi vì những người khác họ có những góc nhìn khác, họ chia sẻ góc nhìn đấy với các bạn, thì các bạn có thể học được đó. Như vậy chẳng phải là chúng ta đang giống như chúng ta chỉ cần nghe chia sẻ lại thôi, chúng ta cũng đã kiểu đỡ tốn thời gian để trải nghiệm cái trải nghiệm của người khác rồi hay sao, kiểu như thế á. Giống như là mình này, mình lắng nghe rất là nhiều trải nghiệm cũng như nhiều câu chuyện của mọi người, và thông qua câu chuyện của mọi người mình cũng rút ra được bài học, mặc dù mình không trực tiếp trải qua những cái thứ đó. Cũng giống như các bạn đọc sách cũng thế thôi, người ta phải dành bao nhiêu thời gian ra, người ta phải chất lọc bao nhiêu tinh túy kinh nghiệm để người ta viết được một cuốn sách. Thì các bạn chỉ cần đọc cuốn sách đó và có thể hiểu nó một chút, có thể không hoàn toàn 100%, nhưng các bạn cũng đã tích lũy được cho mình rất là nhiều thứ, cái công sức mà người khác đã bỏ ra rồi đấy. Thì các bạn ở đây cũng như vậy thôi, vui lên nha, thoải mái lên, trời ơi tưng bừng lên, mình thấy tưng bừng lắm, vui lắm. Mà kiểu nó sẽ có những rất là nhiều những cái buổi trò chuyện thân mật ở đây, gặp gỡ nhau ở đây, chia sẻ với nhau ở đây để giúp các bạn thoát khỏi cái tình trạng này. Sau đây tiêu này không xấu một chút nào đâu, nhưng mà mình thấy là bạn đang không tận hưởng cái sự một mình của bạn nó đúng thôi. Và những cái người này sẽ cho bạn thêm nguồn cảm hứng này, cho bạn thêm sức mạnh này, để bạn có thể là đi đúng đường. Mà mình nói thật là khi bạn gặp được một người họ đủ sâu sắc hơn bạn, tầm nhìn của họ rộng hơn, lớn hơn bạn, trời ơi, khi bạn nói chuyện với họ bạn cảm thấy giống như là mình đang gặp một Phật sống, hoặc một pho tượng sống, một cái gì đó nó rất là tuyệt vời mà bấy lâu nay mình đã không phát hiện ra ấy. Nó kỳ lạ lắm ấy các bạn ạ. The Devil một lần nữa, hai lá The Devil.
Một số bạn có thể là các bạn có một mối quan hệ nào đó các bạn chưa dứt ra được và chưa tìm được cái cách làm sao để kết thúc nó. Ở đây có cái lá bài con rắn thì có vẻ là một số trong một số trường hợp là có một cái mối quan hệ cũ nào đó đang muốn có sự lột xác với các bạn và các bạn đang phân vân trong biết là không biết có nên cho nó cơ hội hay không đấy. Và mình thấy là bạn sẽ nhận được lời khuyên đến từ những cái người này thông qua cái những cái gì mà bạn đã chia sẻ. Và yên tâm đi, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp với các bạn, mọi thứ sẽ tiến lên phía trước này, mọi thứ sẽ cân bằng trở lại này. Tốt, yên tâm nha. Rồi, mình thấy là các bạn sẽ độc lập hơn trong cảm xúc của bạn, trong suy nghĩ của bạn. Và tập trung nhiều hơn vào bản thân, trong khi lúc trước tập trung nhiều quá ra bên ngoài. Đấy, mình thấy là các bạn sẽ buông được những thứ bạn cần phải buông. Cái xiềng xích này của các bạn nhiều khả năng nó cũng sẽ bị đứt thôi. Bạn biết là mình thực sự muốn cái gì. Các bạn biết cho đi và cũng biết nhận lại, cân bằng giữa tất cả mọi thứ ở đây. Tốt và rất là tuyệt vời nhá. Mình thấy các bạn hay ở một mình lắm, xong rồi tự đấu tranh với bản thân và quẩn quanh trong chính những cái suy nghĩ đó. Với mình ấy, cá nhân mình ấy, mình cũng hay một mình. Nhưng đôi khi mình không có tìm ra được cái hướng đi của mình ấy, thì mình có thể sẽ thử trò chuyện với ai đó. Kiểu mình sẽ nêu cái vấn đề ra và để cái đối phương đó, họ để cái người bạn của mình họ nêu ra cái ý kiến đó, và mình sẽ xem xét cái ý kiến đó với cái ý kiến của mình xem như thế nào để phân tích mổ xẻ vấn đề á. Còn đâu đấy là còn lại thì mình thấy rằng là có thể bạn sẽ có một kỳ nghỉ hoặc đi chơi đâu đó rất là vui nhé. Trong chuyến đi đó các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ đấy, nhiều thứ được chia sẻ và nhiều thứ được tháo gỡ khỏi cái khúc mắc nhé. Đó là tụ số 2, chúng ta đến các bạn 3. Đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé Trung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là sắp tới bạn sẽ gặp gỡ hoặc là liên lạc với ai, hoặc là ai sẽ gặp gỡ liên lạc với bạn, thì đối với tụ bài này mình sẽ nói về vấn đề của các bạn trước. Thứ nhất là các bạn cũng là một cái người mà thời điểm hiện tại đang kiểu giống như là ngắt kết nối với bên ngoài rất là nhiều. Các bạn dường như là kiểu ít giao tiếp này, rồi là ít liên lạc với những cái người bạn bè, rồi là những cái người xung quanh. Nói chung là những cái kết nối cộng đồng của các bạn nó đang rất là hạn chế ở cái thời điểm này. Mình thấy rằng là bạn đang có một cái tổn thương nào đó, hoặc là một cái điều gì đấy khiến cho bạn cảm thấy rất là đau đớn. Và những cái cảm giác khiến cho bạn cảm thấy giống như là mình bị bỏ rơi ấy, mình cảm thấy rất là thiếu thốn, không đầy đủ trong chính cuộc sống của chính mình ấy. Có những bạn thì có thể là các bạn đang gặp khó khăn về tiền bạc tài chính thật, hoặc có những bạn là các bạn đang, mình thấy là bạn có một cái nỗi đau nào đó, một cái tổn thương nào đó và mà dạo gần đây nó đang bị nổi lên một cách rất là mạnh mẽ. Và mình thấy rằng là bạn cố kiểm soát cái vấn đề đó, bạn cố kiểm soát những cái nỗi đau đó. Đôi khi là bạn né tránh, bạn không dám nhìn nhận cái nỗi đau đó. Chính vì thế mà nó cứ âm ỉ trong cuộc sống của các bạn ngày này qua tháng nọ. Và nó không, có thể một lúc nào đó các bạn quên được, nhưng một lúc nào đó lại trồi lên. Và nó cứ trở đi trở lại như thế, như kiểu trái gió trở trời ấy. Nó lại rất là đau. Và các bạn rất ngại ngùng trong việc share, chia sẻ với người khác, cũng như là kết nối với những cái người xung quanh. Thì mình thấy rằng là thứ nhất, hãy quay về với bản thân của mình, hãy nhìn nhận cái cảm xúc đó, cái nỗi đau đó của bản thân. Và mình thấy rằng chắc chắn là các bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn này, cái giai đoạn khó khăn này, giải phóng bản thân mình hoàn toàn khỏi những cái nỗi đau này. Và mình thấy rằng là nó sẽ tốt hơn khi có sự giúp đỡ đến từ những người xung quanh nữa. Chính vì thế mà đừng ngần ngại chia sẻ cái điều đó với những cái người xung quanh của các bạn nhé. Và mình thấy là bạn nên chủ động để liên lạc, để nói chuyện nhiều hơn, để kết nối nhiều hơn nhé. Và mình thấy rằng là sẽ có những người hỗ trợ các bạn, giúp đỡ các bạn và giúp bạn tìm ra được cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Mình sẽ xem cái vấn đề này gì đây mà khiến cho bạn cảm thấy tan vỡ đau đớn thế này. Ở đây có hai lá số 5 rồi. Số 5 là một biểu tượng của, trong thần số học, số 5 là một số của sự thay đổi. Thiên thần 5555 cũng thế thôi. Nó đại diện cho cái việc đấy, chính là cuộc sống của bạn nó đang có rất là nhiều những sự thay đổi đang đến. Mà nhưng mà mình thấy là các bạn khá là buồn bã, cảm giác giống như là cái sự tan vỡ nào đó nó đang diễn ra ở đây, và các bạn đang phải gặm nhấm và đang phải đối diện với nó ở đây. Mình thấy là sẽ có ai đó đến và giúp đỡ các bạn. Người này đóng vai trò giống như một chiến binh để giải cứu các bạn ấy, để giúp các bạn ấy. Có thể là cái người ấy, vượt qua những cái nỗi đau này không ai khác chính là bạn. Nhưng mà các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp một người, cụ từ một người giống như là một chiến binh. Họ mạnh mẽ lắm.
cái người này có tình cảm với các bạn nha, có cái sự tình cảm lãng mạn gì đó với các bạn, nhưng mình không nhìn quá rõ được cái cụ thể cái người này là người như thế nào. Ở đây chỉ đang nói và dự báo cho các bạn về một cái thời kỳ rực lửa đang đến với cuộc sống của các bạn thôi. Và nhờ vào sự giúp đỡ của người này ấy, bạn sẽ tìm ra được chìa khóa để mở những cái cánh cổng bị khóa, những cái cánh cửa bị khóa trước đây trong cuộc sống của chính bạn. Mình thấy có sự lãng mạn nha, có ai đó, có mối quan hệ lãng mạn ở đây, romance ở đây này, là mình thấy là có nha. Và mình thấy rằng là bạn sẽ dần dần giải phóng mình khỏi cái nỗi đau cũ, khỏi cái cảm giác cô đơn bị bỏ rơi, dần dần tiến lên được phía trước đây. Các bạn đang trên con thuyền này, lèo lái con thuyền này của mình đến với một cái tương lai. Ở đây các bạn nhìn thấy giống như một tòa lâu đài, giống như một tòa thành, giống như một cái tương lai mới hơn, nó đang rộng mở. Và các bạn sẽ freedom, sẽ tự do với chính mình, với chính cái giải phóng được cái nỗi đau này của các bạn này. Và mình thấy là các bạn sẽ kết nối nhiều hơn được với những cái người xung quanh nhá. Mình thấy là bạn đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ, hãy để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên, dám thẳng thắn thừa nhận, nhìn nhận những cái nỗi đau này. Thì nhiều người có những nỗi đau liên quan đến tình cảm, có những người nỗi đau liên quan đến những mối quan hệ, liên quan đến gia đình, liên quan đến công việc. Nó có thể là bất kỳ điều gì, nhưng mà cái người này đến và tiếp sức cho bạn một cách rất là mạnh mẽ. Họ kiểu giống như họ không phải là người sẽ dẹp đông đánh tây cho các bạn đâu. Họ là người có thể là sẽ rèn kiếm cho bạn, để trao cho bạn cái kiếm đó, để các bạn tự cái cầm cái kiếm đấy nha. Để các bạn có thể là gạt bỏ cũng như là chiến đấu, thoát khỏi được những cái tình huống nó nguy hiểm như là nó mệt mỏi cho các bạn. Quá nhiều năm xu ở đây. Sao các bạn cảm xúc của các bạn nó ấy thế? Kiểu giống như là bạn cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi ấy. Nhưng mà cái người này họ sẽ tới và giúp đỡ các bạn. Họ có thể là một soulmate với các bạn. Có thể là bạn có tình cảm với họ, hoặc là họ có tình cảm với các bạn nha. Nhưng mà mình thấy là cái cuộc chiến này của các bạn ấy, có họ cùng đồng hành. Nhưng như mình nói, họ sẽ không chiến đấu thay bạn đâu. Họ chỉ cho bạn kinh nghiệm thôi, họ chỉ trao cho bạn cái kiếm thôi, để bạn có thể chiến đấu với những cái nỗi đau này. Chiến đấu ở đây không phải là lúc nào chúng ta cũng phải vật vã, vật lộn với nó nhá. Chúng ta thừa nhận nó thôi, chúng ta nhìn nhận nó, chúng ta cố gắng để có thể vượt qua nó, học bài học từ nó thôi. Người này là người như thế nào nhở? Mình muốn xem là cụ thể xem người này là người như thế nào. Mình chỉ biết là họ đã trải qua rất là, họ có rất, thứ nhất là họ rất là mạnh mẽ, thứ hai là có nhiều kỹ năng, thứ ba là họ đã trải qua rất là nhiều thứ trải nghiệm trong cuộc sống rồi, và họ luôn luôn sẵn sàng đương đầu. Cho nên khi bạn ở bên cạnh họ, họ cũng thúc đẩy bạn làm cái điều đó. Chiến đấu đi, làm đi, làm đi. Đừng có sợ hãi, đừng có chạy trốn. Đó, họ sẽ là cái kiểu như thế. Bạn thì cứ sợ hãi, rồi bạn ngại ngùng, rồi là bạn này kia các thứ. Nhưng mà họ sẽ bơm cho bạn rất là nhiều những cái nguồn năng lượng. Đây này, bạn kiểu giống như họ sẽ thúc đẩy bạn giống như là một cái người nữ, một nữ hoàng kiếm mạnh mẽ, kiên quyết, sẵn sàng cầm kiếm chém bất kỳ những cái gì mà kiểu giống như là khiến cho mình cản bước của mình, là mình sẽ loại bỏ chúng ngay. Đó, và mình thấy rằng là đang có một cái hành trình mới chờ các bạn ở phía trước. Người này mình không xem quá rõ được họ là cái người như thế nào nha, cụ thể hình bóng hình dáng như thế nào không thấy xuất hiện, không có thấy ở đây, không xem nổi, không xem được. Nó chỉ đang nói là, nó chỉ đang nói về việc đấy, chính là cái người này sẽ giúp bạn và có tình cảm lãng mạn với bạn và đã đem đến cho bạn một cái thời kỳ vô cùng là rực lửa. Người này có cho mình một cái cảm giác rất là mạnh mẽ, họ đang đến rất gần nhưng mà không nhìn thấy được là họ là ai, họ là cụ thể hình bóng mọi thứ nó ra sao. Tức là khi mà mình xem bài ấy, thường là nó sẽ ra những cái bộ bài này, những cái lá hoàng gia, thì mình đoán được là cái người này là người như thế nào, nhưng mà mình không có cảm nhận được, không có rút ra được những cái lá bài đó. Giống như đây là một cái sự giấu đi, nhẹm đi, ẩn đi đến từ phía vũ trụ. Vũ trụ muốn cho các bạn biết điều đó thôi, biết được đến đó thôi. Mình thấy là hãy quay về với bản thân của các bạn nhá, đừng lờ những cái nỗi đau đó đi. Các bạn cứ giấu nó đi thôi, giấu một mình các bạn, rồi các bạn giấu sâu vào bên trong, đến cuối cùng không ai biết là các bạn đau khổ. Mà đôi khi chính bạn còn lừa bản thân của mình rằng là mình vẫn ổn. Nhưng thực chất là mình thấy các bạn rất là đau đớn, không quá rõ được cái này nó là cái gì cơ. Xem nào, thông điệp dành cho tụ số. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Người này đến vào lúc mà bạn khá hỗn loạn đấy, rất là hỗn loạn đấy. Tụ bài số 3.
Keep dancing. Keep dancing. Keep dancing. Lend a hand đấy. Họ sẽ giơ tay ra và giúp các bạn. Họ sẽ có thể là sẽ còn chia sẻ với bạn những cái hình thức giải trí, hoặc là họ sẽ đánh lạc hướng, hoặc là họ sẽ không phải là đánh lạc hướng đâu, mà họ sẽ giúp bạn nhẹ bớt đi những cái nỗi đau này bằng rất là nhiều cách. Ví dụ như là gửi cho bạn những bản nhạc, họ hát cho bạn nghe, hoặc là họ làm cái gì đó mà khiến cho bạn kiểu giống như là cảm thấy nhẹ nhàng rất là nhiều. Và sau cái khoảng thời gian nhẹ nhàng đó, nghỉ ngơi đó, thì bắt đầu họ lại truyền lửa cho bạn để bạn có thể tiếp tục chiến đấu, thoát khỏi những cái nỗi đau này. Mình nghĩ ra bạn không cần phải cố để vượt qua những cái thứ này nó một cách nhanh chóng đâu. Mọi thứ nó cần có thời gian, bạn cứ từ từ thôi cũng được. Thật ra thì tại vì là cái sự giúp đỡ của cái người này ấy, không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Bởi vì cái tính của họ là họ luôn muốn phải đấu đá, phải chiến đấu, phải mạnh mẽ, phải vượt qua, phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà đôi khi ấy, mình thấy rằng là chúng ta sống chung với nó, chúng ta từ từ giải quyết nó cũng được. Không nhất thiết là phải giải quyết nhanh trong ngày 1, ngày 2. Bởi vì khả năng của chúng ta nó chỉ có giới hạn thôi. Mình không thể nào mà bản thân mình không giống như họ, cho nên là mình không thể chạy theo một cái guồng đó. Cho nên các bạn cũng nên cân nhắc một chút nhé. Đến từ bộ này đi. Thông điệp dành cho tụ bài số. Tại mình thấy dường như cái người này họ thúc đẩy mọi thứ nó nhanh quá. Mà mình thì sợ là các bạn bị ngộp ý. Các bạn đang mệt rồi mà các bạn như này, các bạn sẽ dễ là bị ngộp ý. Nhưng mà dù sao cái người này đến với bạn là cũng với một cái tinh thần tốt thôi, chứ cũng không có ý đồ gì xấu cả. Tại vì họ sống với cái mục đích cũng như cái cách sống của họ đã quen rồi, nên là họ muốn truyền cái điều đó cho các bạn. Còn cái việc các bạn sử dụng nó như nào, cái đấy là do bạn cân nhắc thôi nhé. Đấy, đừng có vội, không phải vội. Nhưng mà cái người này tốt, họ sẽ cố gắng để kích thích cho bạn, cũng như là giúp cho bạn kiểu giống như là được tỏa sáng ấy, thúc đẩy bạn ấy. Và ở đây có lá bài là bạn biết bạn mình cần phải làm gì. Rồi, mình tin tưởng các bạn luôn. Đó là tụ số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhấn like đăng ký kênh của mình nè. Bye bye.